Thưa quý vị, trong tình hình xung đột Nga-Ukraine diễn ra căng thẳng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1 tháng 12 cho biết, Nga đã xác định rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh chống lại nước này sẽ kéo dài nhiều năm. Đó là tuyên bố của ông Peskov khi bình luận về việc trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về tài nguyên năng lượng Geoffrey Peirce nói với tờ Financial Times rằng Washington đang đặt mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào cuối thập kỷ này. Người phát ngôn Điện Kremlin nói với các phóng viên rằng họ không nghi ngờ gì rằng các lệnh trừng phạt này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Ngay cả khi không có tuyên bố từ đại diện cấp cao, họ đã biết điều này. Họ đã xác định rõ khi xây dựng đường lối của mình. Tuy nhiên, theo ông Peskov, ảnh hưởng của Mỹ đối với nền kinh tế thế giới đang suy yếu. Nga thường xuyên khẳng định nền kinh tế nước này đã tự cường hơn mong đợi khi đối mặt với hàng loạt cấm vận chưa từng có của phương Tây liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Dù vậy, hãng Reuters đưa tin Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát và tình trạng thiếu lao động dai dẳng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 5% so với cùng kỳ vào tháng 10, chủ yếu dựa vào sự gia tăng lớn trong sản xuất quân sự. Ông Peskov nói, chúng tôi cũng không nghi ngờ gì rằng Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Nga và toàn bộ hệ thống quan hệ kinh tế và thương mại về cơ bản sẽ phá hủy hình thức của các mối quan hệ này. Để bù đắp cho tình trạng sụt giảm thương mại với phương Tây, Nga đang chuyển hướng sang Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác ở Trung Đông, châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Nền kinh tế thế giới không chỉ giới hạn ở nền kinh tế Mỹ, ông Peskov nói thêm và cho biết Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ. Quan chức Nga trên khẳng định thế giới lấy Mỹ làm trung tâm đang kết thúc và một thời kỳ đa dạng đang bắt đầu, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong khi đó, bà Elena Zelenskaya, phu nhân của Tổng thống Ukraine Zelensky, nói rằng bà không muốn chồng mình được bầu lại trong nhiệm kỳ mới. Trả lời phỏng vấn báo Kinh tế của Ukraine, bà Elena Zelenskaya nói rằng tôi không muốn ông ấy trở thành Tổng thống trong nhiệm kỳ tới hoặc hai nhiệm kỳ tiếp theo. Có thể chúng tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó mới mẻ hơn. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn Hiệp hội Báo chí Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng theo ông, phần lớn người Ukraine chưa sẵn sàng cho việc này và một bước đi như vậy là nguy hiểm và vô nghĩa. Báo Đất nước của Ukraine cũng đưa tin về việc gia tăng mâu thuẫn giữa giới lãnh đạo chính trị, quân sự của nước này. Bên cạnh đó là sự lan truyền trong giới chính trị rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine có thể trở thành ứng cử viên cho chức Tổng thống Ukraine. Ở Ukraine, thiết quân luật và tổng động viên trước đây đã được gia hạn. Do đó, các cuộc bầu cử dự kiến vào mùa xuân năm 2024 sẽ không được tổ chức. Theo báo Đất nước của Ukraine, tất cả các phe phái trong Quốc hội Ukraine đã ký một tuyên bố loại trừ việc tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong nước sớm hơn 6 tháng sau khi kết thúc thiết quân luật. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ rõ thế giới chỉ có thể kiềm chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 độ C nếu con người dừng hoàn toàn, chứ không phải cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngày 1 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cần phải chấm dứt hoàn toàn việc đốt nhiên liệu hóa thạch và việc con người cắt giảm sử dụng loại nhiên liệu này sẽ là không đủ để ngăn đà tăng nhiệt của trái đất. Your Highness, the 1.5 degree limit is only possible if we ultimately stop. Thế giới chỉ có thể kiềm chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 độ C nếu con người dừng hoàn toàn, chứ không phải là cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Global Stocktech không chỉ phải cam kết điều đó mà còn phải cam kết tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng gấp đôi và cung cấp năng lượng sạch cho mọi người trước 2030. Rõ ràng sự chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo là không thể tránh khỏi. Câu hỏi duy nhất là hành tinh sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu trước khi cam kết đó được thực hiện. The oil and gas industry accounts for just 1% of clean energy investment. As promised, and clarify how they are delivering on the 100 billion. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Tôi xin gửi một thông điệp tới những người đứng đầu công ty nhiên liệu hóa thạch. Đừng lặp lại một mô hình kinh doanh lỗi thời. Con đường hướng tới sự bền vững về khí hậu cũng là con đường khả thi duy nhất dẫn đến sự bền vững kinh tế của các công ty của các bạn trong tương lai. The road to climate sustainability is also the only viable pathway to economic sustainability of your companies in the future. Tôi kêu gọi các chính phủ giúp ngành công nghiệp đưa ra lựa chọn đúng đắn bằng các biện pháp như áp thuế lợi tức phụ thu, ấn định mức giá carbon và chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Majesty, King Charles III. Cũng phát biểu tại hội nghị này, vua Charles Đệ Tam của Anh hy vọng rằng COP28 sẽ là bước ngoặt quan trọng khác hướng tới hành động mang tính chuyển đổi thực sự. President, Prime Ministers, Ministers, ladies and gentlemen, I pray with all my heart that COP28 will be another critical. Tôi cũng hy vọng rằng COP28 sẽ là bước ngoặt quan trọng khác hướng tới hành động mang tính chuyển đổi thực sự. Nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp nguy hiểm nếu con người không nhanh chóng khôi phục và bảo vệ môi trường. Các bên cần hành động nhiều hơn. Thế giới đang rất xa vời trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cùng ngày, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố thành lập một quỹ khí hậu trị giá 30 tỷ đô la Mỹ dành cho các giải pháp khí hậu toàn cầu. Tôi xin công bố thành lập một quỹ khí hậu trị giá 30 tỷ đô la Mỹ dành cho các giải pháp khí hậu toàn cầu. Mục tiêu của quỹ này là nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính cho khí hậu và kêu gọi đầu tư 250 tỷ đô la Mỹ cho các giải pháp khí hậu từ nay đến năm 2030. Cùng ngày, các nhà đàm phán tại COP28 đã công bố dự thảo đầu tiên của thỏa thuận Liên Hợp Quốc về hành động vì khí hậu, trong đó kêu gọi các nước cắt giảm hoặc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Dự thảo này do Anh và Singapore hậu thuẫn. Sự chia rẽ đã thể hiện rõ giữa các nhà đàm phán liên quan đến tương lai của nhiên liệu hóa thạch và các đề xuất về việc cắt giảm dần hoặc loại bỏ nhiên liệu này. Tuy nhiên, việc đưa đề xuất hạn chế sử dụng than, dầu và khí đốt vào một thỏa thuận cuối cùng về khí hậu đã nhận được sự ủng hộ lớn của các nhà đàm phán.